Session 1, Daily Needs 2. Topic 1, phân loại danh từ. Strike 1, vocabulary. Quyển refers to publication. For example, quyển sách, book. Book refers to pictures. For example, bức ảnh as a photo. Tờ refers to paper. For example, tờ báo as newspaper. Tờ giấy, a piece of paper. Tờ giấy ăn, a piece of tissue. Cây refers to trees. For example, cây cam, orange tree. Cây chuối, banana tree. Hoa refers to flowers. For example, hoa hồng as rose. Hoa đào as peach blossom. Hoa mai as apricot blossom. Quả refers to fruits and round things. For example, quả chuối as banana, quả trứng as eggs, quả bóng as a ball. Bơ, avocado. Cam, orange. Dưa hấu, watermelon. Chanh leo, passion fruit. Dừa, coconut. Táo, apple. Chanh, lime. Chuối, banana. Xoài, mango. Dứa, pineapple. Vải, lychee. Mít, jackfruit. Rau refers to green vegetables. For example, rau muống, morning glory. Củ refers to root vegetables. For example, khoai tây, potato. Cà rốt, cà rốt. Khoai lang, sweet potato. Hành tây, onion. Tỏi, garlic. And quả is refers to fruits. Cà chua, tomato. Dưa chuột, cucumber. Ớt tây, pepper. Con refers to animals. Con gà, chicken. Con cá, fish. Con mèo, cat. Con chó, dog. Con vịt, duck. Con lợn, pig. Con bò, cow. Con dê, goat. Con trâu, buffalo. Topic 2, vật dụng hàng ngày. Track 2, example. Chị ơi, em mượn bút được không? Bút của em đâu? Em mất bút rồi. Mình mượn chìa khóa được không? Chìa khóa của bạn đâu? Mình quên chìa khóa rồi. Ừ được, đây. Anh ơi, em mượn điện thoại được không? Điện thoại của em đâu? Điện thoại của em bị hỏng rồi. Đây, 5 phút thôi nhé. Track 3, vocabulary. Quần, hộ chiếu, áo, giày, sách, xe đạp, xe máy, bút chì, túi ba lô, bút bi, ô tô, kính râm, sạc pin, chìa khóa, cái ví, máy tính, điện thoại, mũ bảo hiểm, bật lửa. Track 4. Practice. 1. Translate these sentences. Sạc pin bị hỏng rồi. Mình mượn bật lửa được không? Không, em quên hộ chiếu rồi. Mình cần mua túi ba lô. Em dùng máy tính được không? 2. Based on the photos, name the objects that match the descriptions. A.
Khi tôi muốn gọi điện, tôi dùng cái này. B. Ở Việt Nam có rất nhiều cái này. C. Khi đi xe máy, tôi cần đội cái này. D. Cái này là để mặc hàng ngày. E. Cái này có thể dùng làm việc, xem phim, chơi game. F. Cái này dùng để mang tiền. G. Tôi dùng cái này khi đi bộ. H. Tôi cần cái này khi muốn hút thuốc. I. Tôi cần cái này khi điện thoại hết pin. G. Tôi phải mang cái này khi du lịch nước ngoài. K. Khi trời nắng quá, tôi muốn có cái này. L. Cái này dùng để mở cửa. M. Tôi dùng cái này để viết. N. Khi đi du lịch, tôi dùng cái này để mang đồ. Topic 3. Vấn đề với xe máy. Track 5. Vocabulary. Xe máy. Bị hỏng. Sửa chữa. Common motorbike problems. Xe máy bị hỏng. Hỏng phanh. Thủng xăm. Xịt lốp. Hết xăng. Chết máy. Lỏng xích. The solutions. Sửa xe. Vá xăm. Bơm lốp. Đổ xăng. Đầy bình. Rửa xe. Thay dầu. Topic 4. Địa điểm. Track 6. Grammar. A. Example. Chị ơi, gần đây có nhà thuốc nào không? Có, gần lắm, khoảng 500 mét. Ở đâu ạ? Ở bên cạnh siêu thị Vinmart. Em đi nhà thuốc để làm gì? Em cần mua codeine. Track 7. Vocabulary. A. Prepositions. Gần. Đối diện. Trước mặt. Bên trái. Bên phải. Ở đây. Ở kia. Khoảng. B. Places. Khách sạn. Hotel. Ngân hàng. Bank. Bệnh viện. Hospital. Bưu điện. Post office. Sân bay. Airport. Siêu thị. Supermarket. Nhà hàng. Restaurant. Bưu điện. Post office. Khách sạn. Hotel. Bệnh viện. Hospital. Trường học. School. Nhà thuốc. Pharmacy. Ngân hàng. Bank. Sân bay. Airport. Ga tàu. Or nhà ga, train station. Cây xăng, petrol station. Công viên, park. Chợ, market. Siêu thị, supermarket. Bảo tàng, museum. Track 8, practice. Chị ơi, gần đây có bệnh viện không? Có, ở gần trường học. Bao xa ạ? Khoảng 2 km. Topic 5. Nhà cửa và phòng ốc. Track 9. Read the text. Tôi sống với một bạn tên là Lizzie. Nhà chúng tôi có 2 tầng. Tầng 1 là phòng bếp, phòng ăn và phòng khách. Tầng 2 có 1 phòng tắm và 2 phòng ngủ.
phòng ngủ của tôi ở bên phải và phòng ngủ của Lizzie ở bên trái. Tôi nghĩ là nhà của tôi khá đẹp và thoải mái. Tôi chỉ không thích một điều là phòng Lizzie đẹp hơn phòng tôi. Track 10. House vocabulary. Căn hộ. Phòng ngủ. Phòng tắm. Phòng bếp. Phòng khách. Ban công. Gara. Phòng ăn. Tường. Cửa. Cửa sổ. Cầu thang. Sân thượng. Tầng. Track 11. Translate the dialogue. Hello, em đang tìm nhà mới à? Vâng, em muốn tìm một nhà có một phòng ngủ, một vệ sinh, một bếp và phòng khách. Em muốn nhà hay căn hộ? Em muốn một nhà, hai tầng. Em cần phòng ngủ to không? Không cần. To như phòng ngủ bây giờ của em là được. Topic 6. Đồ đạc trong nhà. Track 12. Vocabulary. Basic objects in a house. Bàn. Ghế. Sofa. Máy giặt. Điều hòa or máy lạnh. Đèn. Giường. Tủ quần áo. Tủ lạnh. Quạt. Thùng rác. Lò nướng. Gương. Đồng hồ. Track 13. Use the prepositions and the vocabulary of objects to describe these pictures. Example. Picture 1. Trong phòng bếp có một cái tủ lạnh, một cái bàn và một cái thùng rác. Tủ lạnh ở bên trái cửa sổ. Bên phải cửa sổ là cửa. Cái bàn ở giữa phòng. Thùng rác ở bên cạnh tường. Session 2. Everyday Conversation 2. Topic 1. Thói quen hàng ngày. Track 14. Grammar. A. What time is it? Mấy giờ rồi, chị Lin? Bây giờ là 9 giờ 15 phút rồi. B. What time do you? Hôm nay chị đi làm lúc mấy giờ? Chị đi làm lúc 9 giờ rưỡi. C. Answers. We have o'clock is giờ. Minute is phút. Hour is tiếng. And second is giây. Examples. 1 giờ kém 20 phút, 20 to 1. 12 giờ, 12. 10 giờ 10 phút, 10 past 10. 10 giờ rưỡi, 10:30. From 3 a.m. to 10 a.m, we add the word sáng. Track 15. Vocabulary. 1. Daily routines. Thức dậy, wake up. Ăn sáng, have breakfast. Đi làm, go to work. Về nhà, go back home. Ăn tối, have dinner. Ngủ, to sleep. Xem phim, watch a film. Đi chơi, go out. Đọc sách, read a book. Đi chợ, go to the market. Nấu ăn, cook. Đi tắm, go shower. 2. Adverbs of frequency. Luôn, luôn luôn, always. Thường, usually. Hay, often. Thỉnh thoảng,
sometimes. Ít khi, rarely. Không bao giờ, never. 3. Time periods. Buổi sáng, morning. Buổi trưa, noon. Buổi chiều, afternoon. Buổi tối, evening. Buổi đêm, night. Track 16. Translate these sentences. Em đã đi làm lúc 8 giờ sáng. Chị ấy ăn phở lúc 3 giờ rồi. Anh sẽ ăn với bố mẹ. Ngày mai tôi sẽ đi gặp bạn. Hôm nay tôi uống nhiều nước. Mẹ của tôi đang ngủ. Bây giờ chị chưa muốn đi ngủ. Hôm qua tôi ăn sáng ở nhà. Hôm qua tôi đã không về nhà. Tôi làm việc ngày mai lúc 1 giờ. Track 17. Read and translate this dialogue. Chào chị đang đi đâu? Chị đang về nhà. Chị đã đi làm hôm nay. Em thế nào? Em bình thường ạ. Hôm qua chị làm gì? Hôm qua, chị và bạn của chị đi xem phim. Còn em? Em đã ở nhà. Hôm nay, chị muốn đi chơi không? Chị muốn, nhưng chị mệt quá. Chị đã làm việc nhiều. Bây giờ muốn đi ngủ. Xin lỗi em. Ngày mai chị sẽ gặp em. Ok, chị đi ngủ đi. Gặp chị sau. Track 18. Read the text and answer the questions. Tôi thường thức dậy lúc 6 giờ sáng và đi tắm. Tôi luôn luôn ăn sáng ở nhà, rồi đi học lúc 7 giờ rưỡi. Tôi đến trường học lúc 8 giờ. Buổi sáng, tôi học 4 tiếng đến 12 giờ, rồi đi ăn trưa. Buổi tối, tôi làm cho một trung tâm tiếng Anh từ 6 giờ đến 9 giờ. Sau đó, tôi về nhà, ăn tối, rồi xem phim hoặc đọc sách. Tôi thỉnh thoảng gặp bạn bè và uống cà phê vào cuối tuần. Nhưng tôi ít khi đi chơi vì tôi thích ở nhà xem phim. Topic 2. Ngày, tháng, năm. Track 19. Grammar. A. Days in week. Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ năm. Các ngày trong tuần. Monday is thứ hai. Tuesday is thứ ba. Wednesday is thứ tư. Thursday is thứ năm. Friday is thứ sáu. Saturday is thứ bảy. Sunday is chủ nhật. Weekend is cuối tuần. B. Expanded structure. Anh học tiếng Việt vào thứ mấy? Tôi học tiếng Việt vào thứ tư. B. Date, month, year. A. Question asking for dates. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Hôm nay là ngày 30. Ngày mai là ngày bao nhiêu? Ngày mai là ngày mùng 2. B. Question asking for months. Tháng này là tháng mấy? Tháng này là tháng 2. C. Question asking for years. Năm nay là năm bao nhiêu? Năm nay là năm 2014. D. When is your birthday? Sinh nhật của bạn là ngày nào? Sinh nhật của tôi là ngày mùng 3 tháng 3 năm 1994. Bạn sinh năm bao nhiêu? Mình sinh năm 1994.
Track 20. Vocabulary. Day. Ba hôm trước. Hôm kia. Hôm qua. Hôm nay. Ngày mai. Ngày kia. Ba ngày sau. Week. Ba tuần trước. Hai tuần trước. Tuần trước. Tuần này. Tuần sau. Hai tuần sau. Ba tuần sau. Month. Ba tháng trước. Hai tháng trước. Tháng trước. Tháng này. Tháng sau. Hai tháng sau. Ba tháng sau. Year. Ba năm trước. Hai năm trước. Năm trước. Năm nay. Năm sau. Hai năm sau. Ba năm sau. Track 21. Practice 1. Read the text and answer the questions. Mình tên là Trang. Mình làm việc cho một công ty marketing. Mình làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy, mình dạy tiếng Anh cho cháu gái 10 tuổi. Còn chủ nhật, mình ở nhà vì mình cần một ngày để nghỉ ngơi. Chủ nhật, mình chỉ thích đi chơi, uống cà phê với bạn. Ghét làm việc lắm lắm. Tối thứ tư, mình hay đi học nhảy Zumba. Track 22. Translate the dialogue. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Ngày 25 tháng 6 rồi. Cảm ơn chị. Em sắp đi Thái Lan, chị ạ. Vì sao? Em đi làm visa mới à? Ừ, em đến Việt Nam vào 28 tháng 6. Hôm nay là 25 rồi. Em đi tuần sau à? Thứ mấy? Vâng, thứ hai ạ. Em đã ở Việt Nam 1 năm rồi. Ôi, chị nhớ Mỹ quá. Chị ở Việt Nam 2 năm 6 tháng rồi. Lâu quá. Topic 3. Ốm đau. Track 23. Vocabulary. A. Body parts. Đầu. Tay. Chân. Mắt. Mũi. Miệng. Răng. Tai. Cổ. Vai. Lưng. Bụng. B. Common problems. Đau đầu. Đau bụng. Đau răng. Đau mắt. Đau đầu gối. Đau lưng. Đau vai. Đau cổ. Gãy chân. Gãy tay. C. Sickness. Cảm cúm. Sốt. Ho. Sổ mũi. Viêm họng. Ngộ độc thức ăn. Try 24. Practice. A. Translate this dialogue. Chào. Lâu không gặp. Em bị sao thế? Em nghĩ em bị cảm. Em bị đau đầu, sổ mũi và viêm họng. Ôi trời, em bị sốt không? Không. Em bị ho không? Có. Ho nhiều. 3 ngày rồi. Đây em. Cái gì đây ạ? Thuốc cảm cúm. Sáng 1 viên, tối 1 viên, sau ăn. Ôi, em cảm ơn. Bao nhiêu tiền để em gửi ạ? Em hâm à, không cần tiền. Em cảm ơn. Em phải uống nước nhiều nhé. Uống thuốc đều và nghỉ ngơi nhiều. Vâng ạ, em biết rồi. Thôi, em về đây. Em mệt quá. Ừ, về đi. Chúc em mau khỏe. Topic 4. Thời tiết ở Việt Nam. Track 25. Grammar. A. Weather. Hôm nay trời thế nào? Hôm nay trời nắng. B. Temperature. Nhiệt độ thứ ba là bao nhiêu? Nhiệt độ thứ ba là 25 độ C. Track 26.
Vocabulary. A. Common vocabulary of weather. Mưa. Mây. Gió. Tuyết. Bão. Cầu vồng. Mặt trời. Nắng. Nóng. Lạnh. Rét. Ấm. Mát. Nồm. Ẩm ướt. B. Seasons. Mùa xuân. Mùa hè. Mùa thu. Mùa đông. Track 27. Read and answer the questions. Hà Nội có bốn mùa. Mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông. Mùa xuân, trời nắng và ấm. Thỉnh thoảng có mưa nhỏ. Em thích mùa xuân. Mùa hè, trời rất nóng và nồm. Nhiệt độ lên đến 40 độ C. Mùa hè có nhiều mưa. Tháng 8 thường có bão. Mùa thu, trời ít mưa và mát. Nhiệt độ tầm 20 đến 25 độ C. Mùa đông không có tuyết, nhưng rất lạnh. Nhiệt độ có thể xuống đến 5 độ C. Track 28. Grammar. Example. Em ơi, khi rảnh rỗi em thường làm gì? Em thường đọc sách hoặc xem phim. Hay quá. Em thích xem phim gì? Nhiều lắm. Phim có Johnny Depp đóng. Còn anh, khi rảnh rỗi anh thích làm gì? Anh cũng thích đọc sách hoặc là vẽ. Anh đang đọc sách gì? Anh đang đọc quyển Chuyện phố cổ. Hay không? Anh đọc xong chưa? Cho em mượn. Sắp xong. Khi nào xong, anh cho em mượn. Track 29. Vocabulary. Nấu ăn. Hát. Khiêu vũ. Câu cá. Làm vườn. Bơi. Vẽ. Chơi nhạc. Du lịch. Xem phim. Nghe nhạc. Chơi thể thao. Mua sắm. Đọc sách. Chụp ảnh. Track 30. Example. Khi nào anh đi Hội An? 3 ngày nữa. Anh đi bao lâu? 5 ngày. Anh đi bằng gì? Anh đi bằng tàu. Anh mua vé chưa? Rồi, anh mua vé giường nằm. 900.000. Anh cần em đặt khách sạn cho anh không? Không cần. Anh ở với bạn. Track 31. Vocabulary. A. Famous tourist attractions. 1. Chùa Hương. 2. Động Phong Nha Kẻ Bàng. 3. Thác Bản Dốc. 4. Vịnh Hạ Long. 5. Núi Phan Xipang. 6. Bãi biển Đà Nẵng. 7. Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. 8. Phố cổ Hội An. 9. Chợ Bến Thành. Ở Việt Nam có 3 miền: miền Bắc, miền Trung, miền Nam. 3 thành phố lớn nhất ở Việt Nam là thành phố Hà Nội ở miền Bắc, thành phố Đà Nẵng ở miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh ở miền Nam. B. Common activities. To visit a place, we use tham quan. To go sightseeing is đi xem phong cảnh. To go swimming is đi bơi. To sunbathe is tắm nắng. To climb or hike is leo núi. And to go camping is cắm trại. Track
32. Use the table to write a small text for each traveling plan. Let's look at the example. Mùa hè trước, mình đã đi Sài Gòn với bố mẹ 2 tuần. Tháng 8, ở Sài Gòn nóng quá. Mình và bố mẹ đã đi bằng máy bay. Rẻ lắm, 2 triệu cho một vé. Chúng mình ở khách sạn 3 sao, 800.000 một phòng đôi. Chúng mình đi chợ Bến Thành và tham quan cả thành phố. Đồ ăn ở đây hơi cay và ngọt, nên mình không thích lắm. Session 3, the basics 2. Let's have a look at the pronunciation of the alphabet again. Topic 1. Pronunciation. Part 1. Alphabet. A. Vowels. A. A. E. 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 O. E. O. U. U. E. B. Singular consonants. Z. Z. S. D. D. C. Consonant clusters. Ch. Ch. Z. G. Q. F. H. Th. Nh. Ng. Part 2. Tones. Northern Vietnamese. 1. Ma. 2. Ma. 3. Ma. 4. Ma. 5. Ma. 6. Mạ.